Báo cáo anh em là hôm nay anh Trịnh Đình Tân thử vượt qua sức mình. Lần 1. Bắt đầu. Anh nhập cuộc rất kinh, nhảy lấy đà chứ không đứng lốp. Đấu là bỏ lốp, tháo lốp. Không gian rất đẹp, nắng vàng rực rỡ, mặt hồng hào. Đáng ra hồng hào thật. Quay cái giờ này rất là đẹp nhé. Ngược thì nó hơi bị khuất. Đã hoàn thành 1 phút 4 giây rồi. Lúc nào mệt thì trồng cây chuối nghỉ. Vấn đề là không trồng được. Tình hình phong trào xích đu vòng và xích đu bia đang lên rất cao. Ê. Anh em chiêm ngưỡng gần 2 phút rồi. Hai phút rồi. Gọi là rèn luyện này. Ăn bao nhiêu đu hết. Ăn bao nhiêu ra hết. Gọi là rèn luyện rồi. Cố lên. Hai phút rưỡi rồi, 2:40 rồi. Đấy, 5 phút rồi, ok đấy. Khó lắm. Thế vợ bảo là làm thêm ngày nữa thì bảo khó lắm à, không làm nữa à? Cố đây. Đấy, cố lên đi đây. 3 phút 14 rồi. Đấy, 4 phút thì đơn giản. Ôi. Đấy, Trịnh Đình Tân rồi, 3 phút 27 giây.